Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, theo phong tục dân gian, việc lớn việc nhỏ trong nhà mà có ý nghĩa quan trọng đến cuộc sống thì nên xem ngày tốt để tiến hành. Do vậy mà khi chuẩn bị chăn nuôi, chủ vật nuôi cũng nên chọn một ngày tốt để khởi công được thuận lợi. Đối với những người nông dân, chủ trang trại nuôi gia súc, gia cầm, việc chọn xem ngày tốt có ý nghĩa quan trọng đối với từng kinh tế, thành bại trong chăn nuôi của họ. Do vậy, xem ngày đẹp trước khi tiến hành chăn nuôi sẽ giúp họ yên tâm tư tưởng, tự tin chăn nuôi, đồng thời giúp công việc khởi công chuồng trại suôn sẻ. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày chăn nuôi tốt nhất trong tháng 1 âm lịch năm 2023. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu cần kiêng kỵ chăn nuôi trong tháng 1 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất chăn nuôi trong tháng 1. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời, tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là những nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trong ngày chăn nuôi tóm tắt như sau. Nội dung thứ nhất, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày chăn nuôi. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ. Như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc chăn nuôi trong tháng 1 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương, ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày chăn nuôi phải đáp ứng các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ chăn nuôi, kỵ những ngày sát chủ mùa, thiên địa chuyển sát, thụ tử, dương công kỵ, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực bình, tử thần, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yểm, thiên sứ, đại thời, tứ phế và ngũ mộ. 2. Ngày hợp chăn nuôi. Ngày tốt chăn nuôi gồm thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, mẫu thương, thiên nguyện, nguyệt ân, tứ tướng, thời đức, ngày dân, ngũ phú và trừ khai. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày, tìm ra ngày tốt nhất chăn nuôi trong tháng 1 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu kiêng kỵ trong tháng 1 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn một ngày tốt đẹp nhất bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn những ngày tốt nhất trong tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 dương lịch năm 2023 đến 19 tháng 2 dương lịch năm 2023. Tháng 1 là tháng Giáp Dần, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Canh Thìn, ngày 29 là ngày Mậu Thân. Trong tháng 1 âm lịch có hai tiết khí là Lập Xuân và Vũ Thủy. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 1 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 1 âm lịch là ngày Tỵ và ngày Tý, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ, mùng 9 Mậu Tý và 21 Canh Tý. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày sát chủ mùa là những ngày Thân, mùng 5 Giáp Thân, 17 Bính Thân, 29 Mậu Thân cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. 3. Ngày thiên địa chuyển sát là ngày 12 Tân Mão. 4. Ngày thụ tử là những ngày Tuất, có 2 ngày mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. 5. Ngày dương công kỵ là 13 Nhâm Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 6. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Nhâm Ngọ, mùng 7 Bính Tuất trùng với ngày thụ tử, 13 Nhâm Thìn, 18 Đinh Dậu, 22 Tân Sửu và cuối cùng 27 ngày Bính Ngọ. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc. 7. Ngày nguyệt kỵ bao gồm mùng 5 Giáp Thân, 14 Quý Tỵ và cuối cùng 23 Nhâm Dần. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 8. Ngày nguyệt kiến là những ngày Dần, bao gồm 11 Canh Dần và 23 Nhâm Dần. 9. Ngày nguyệt phá là những ngày Thân, bao gồm mùng 5 Giáp Thân, 17 Bính Thân và 29 Mậu Thân. 10. Ngày trực bình là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ. 11. Ngày kiếp sát là những ngày Hợi, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi và 20 Kỷ Hợi. 12. Ngày tai sát là những ngày Tý, bao gồm mùng 9 Mậu Tý và 21 Canh Tý. 13. Ngày nguyệt sát là những ngày Sửu, bao gồm mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu. 14. Ngày nguyệt hình là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ. 15. Ngày nguyệt yểm là những ngày Tuất, bao gồm 2 ngày, mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất. 16. Ngày thiên sứ là những ngày Mão, gồm 12 Tân Mão và 24 Quý Mão. 17. Ngày đại thời là những ngày Sửu, bao gồm mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu. 18. Ngày tứ phế là ngày Ất Hợi, tháng này không có. 19. Ngày ngũ mộ là ngày 16 Ất Mùi. 20. Ngày nguyệt hại, Tỵ, bao gồm các ngày mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ. Đó là 20 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn những ngày tốt để thực hiện công việc chăn nuôi được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 21. Ngày thiên đức là những ngày Đinh, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi là ngày tốt, 18 Đinh Dậu phạm ngày Tam Nương nên ta không chọn hai ngày này. Ngày 28 Đinh Mùi có thể lựa chọn để chăn nuôi. 22. Ngày thiên đức hợp là những ngày Nhâm, bao gồm mùng 3 Nhâm Ngọ, 13 Nhâm Thìn phạm Tam Nương, 23 Nhâm Dần là ngày Nguyệt Kỵ nên không chọn ngày này. 23. Ngày Nguyệt Đức là những ngày Bính, bao gồm mùng 7 Bính Tuất là ngày Thụ Tử, tuyệt đối không sử dụng, 17 Bính Thân là ngày Trực Phá, không nên dùng, 27 Bính Ngọ là ngày Tam Nương, kiêng kỵ mọi công việc quan trọng. 24. Ngày Nguyệt Đức hợp là những ngày Tân, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ là ngày sát chủ, tuyệt đối không sử dụng, 12 Tân Mão là ngày thiên địa chuyển sát, 22 Tân Sửu là ngày nguyệt sát, đại thời tốt nhất không nên dùng hai ngày này. 25. Ngày thiên xá là những ngày Mậu Dần, tháng 1 âm lịch năm 2023, không có ngày này. 26. Ngày Mậu Thương là ngày Tý Hợi, bao gồm ngày Tý trùng ngày sát chủ, tốt nhất không nên bắt đầu chăn nuôi vào ngày này. Ngày Hợi bao gồm mùng 8 Đinh Hợi, 20 Kỷ Hợi, tuy trùng ngày kiếp sát nhưng có nhiều cát tinh nên ta vẫn chọn được. 27. Ngày thiên nguyện là những ngày Ất Hợi, tháng này không có ngày này. 28. Ngày Nguyệt Ân là những ngày Bính, bao gồm mùng 7 Bính Tuất là Thụ Tử, tuyệt đối không dùng, 17 Bính Thân là ngày Trực Phá, không nên sử dụng, 27 Bính Ngọ là ngày Tam Nương, kiêng kỵ mọi công việc quan trọng. 29. Ngày Tứ Tướng là những ngày Bính và Đinh, bao gồm mùng 7 Bính Tuất là ngày Thụ Tử, tuyệt đối không sử dụng, 17 Bính Thân là ngày Trực Phá, không nên dùng, 27 Bính Ngọ là ngày Tam Nương, kiêng kỵ mọi công việc quan trọng. Mùng 8 Đinh Hợi là ngày tốt, 18 Đinh Dậu phạm ngày Tam Nương nên ta không chọn hai ngày này. Ngày 28 Đinh Mùi là ngày tốt đã xét ở trên. 30. Ngày thời đức là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 3 Nhâm Ngọ, 27 Bính Ngọ trùng ngày Tam Nương nên không chọn, 15 Giáp Ngọ là ngày tốt. 31. Ngày dân là những ngày Ngọ đã xét ở trên. 32. Ngày ngũ phú là những ngày Hợi, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi, 20 Kỷ Hợi, tuy trùng ngày kiếp sát nhưng có nhiều cát tinh ta vẫn có thể chọn được. 33. Ngày trừ khai là các ngày Tý, trùng ngày sát chủ nên ta cũng không dùng được. Như vậy chúng ta đã dựa vào 33 tiêu chí của sách Ngày tốt toàn thư, chọn ra những ngày tốt chăn nuôi trong tháng 1 âm lịch. Những ngày tốt tháng 1 âm lịch cho việc chăn nuôi đó là những ngày tốt sau. Ngày 28 Đinh Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Nhâm. Ngày mùng 4 Quý Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Mậu. Ngày mùng 6 Ất Dậu kỵ những người tuổi Mão, hợp người tuổi Thìn, Tỵ, Sửu và những người có thiên can là Canh. Ngày mùng 8 Đinh Hợi kỵ người tuổi Tỵ, hợp người tuổi Dần, Mão, Mùi và những người có thiên can là Nhâm. Ngày 20 Kỷ Hợi kỵ những người tuổi Tỵ, hợp người tuổi Dần, Mão, Mùi và những người có thiên can là Nhâm. Ngày 15 Giáp Ngọ kỵ những người tuổi Tý, tốt cho người tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên can là Kỷ. Ngày 25 Giáp Thìn kỵ những người tuổi Tuất, hợp người tuổi Dậu, Thân, Tý và những người có thiên can là Kỷ. Ngày mùng 1 Canh Thìn kỵ những người tuổi Tuất, hợp người tuổi Dậu, Thân, Tý và những người có thiên can là Ất. Đó là những ngày cát lành chăn nuôi trong tháng 1 âm lịch và những chi tiết tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng là qua video này quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 34 9119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.